Khi mà các bạn lựa chọn một quốc gia để sinh sống và học tập thì chắc chắn là lần đầu tiên đến quốc gia này, không ít bạn sẽ cảm thấy bỡ ngỡ bởi cái nền văn hóa ở một đất nước xa lạ. Khi đi du học ở Singapore cũng vậy, có nhiều bạn rất là muốn tìm hiểu về văn hóa của Singapore trước khi mà đến đất nước này để học tập. Thì chị có thể chia sẻ về vấn đề này cho các bạn ạ. Đây cũng là một câu hỏi mà trong quá trình tư vấn Tân Đại Dương cũng được gặp rất nhiều. Thì các bạn cũng biết Singapore là một thành phố đa văn hóa và đầy thú vị, nơi ảnh hưởng của các phương Đông cũng như phương Tây hòa lẫn với nhau trong ngôn ngữ lẫn là văn hóa. Và hơn 40% dân số là người nước ngoài, bao gồm hàng ngàn sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau. Do vậy, nếu bạn là một sinh viên quốc tế và đang suy tính đến việc du học tại đây thì bạn sẽ biết rằng là bạn không bao giờ bị lẻ loi ở đất nước Singapore này. Và Singapore cũng là thiên đường cho những ai hứng thú đến cái chuyện là ăn uống. Các nền văn hóa như là Malaysia hay là Trung Quốc, phương Tây, Ấn Độ hay là Âu Á thì hòa quyện với nhau, mang đến cho bạn là vô vàn cái sự lựa chọn. Và các bạn cũng có thể tìm đến cái khu người Hoa hay là cái khu tiểu Ấn Độ để tìm những cái món ăn ngon nhất với chi phí phải chăng và bạn có thể là tìm được ở khi mà đến học tập tại Singapore. Và Singapore cũng có thể nói là nơi đông tây hội ngộ, và đây có lẽ là một thành phố là sạch nhất trên trái đất, với các tòa nhà chọc trời và thành phố nổi tiếng là các trung tâm kinh doanh hay là giáo dục cũng như là tài chính ở Đông Nam Á. Và gần đây thì Singapore được nhận danh hiệu với nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Những cái điều kiện thuận lợi này thì tạo cho những cái bạn sinh viên quốc tế có cơ hội được hưởng một cái nền giáo dục đẳng cấp thế giới, trong khi được tận hưởng một cái di sản văn hóa phong phú và sôi động của Singapore. Hơn nữa thì Singapore là rất gần với Việt Nam và nền văn hóa thì cũng không khác mấy Việt Nam, nên là các bạn dễ dàng hòa nhập trong cái thời gian ngắn khi mà học tập tại đây. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.